là một họa sĩ. Còn các bạn là ai? Các bạn đã từng được yêu chưa? Các bạn đã từng được hạnh phúc chưa? Những cô gái trong bức tranh của tôi. Trời ơi, tại sao tôi lại vẽ nên những nghịch cảnh như thế này chứ? Không, tôi phải tìm cho nhân vật của tôi một con đường mới. Tôi sẽ phải vẽ vào đây một chàng trai giống như là một cái mắt xích tháo gỡ từng gút mắt trong lòng của các bạn. Một chàng trai đã xuất hiện trong câu chuyện từ đầu tới giờ. Lặng lẽ ra đi mang bao kỷ niệm dấu hiệu, tình đã xa khơi sao ta vẫn hoài nơi đây. Ngày mình bên nhau trách ai hay hơn ghen, đắng cay cuộc tình một mình ai kêu mà. Giọt nước mắt ngày ấy em lau khô đi, mưa rơi trong tim mỗi chiều mong nhớ còn chút nắng. Em nhớ ông cố tình này, ngày đã hết, mặt trời đã hết, người ra đi mang theo tình tôi, tình đã lỡ. Tiếc nuối còn khổ đau thêm cách chia một lần để hai ta không còn đau. Ngày đã hết,
đã 4 ngày rồi. Nhiều bức tranh, nhiều nhân vật. Trời, vẽ tới vẽ lui, cuối cùng lại vẽ chính mình. Quá ra để hiểu được mình là ai, hiểu được bản thân mình muốn cái gì, khó tới vậy sao? Phải trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, nhiều thăng trầm tới vậy sao? Vậy từ trước tới nay mình vẫn không biết mình là ai.